Tiếp theo trong cái phần ma trận và các cái vài phép nhân của hai ma trận thì chúng ta sẽ đi đến cái ví dụ thứ 5. Ở trong ví dụ thứ 5 thì đề bài yêu cầu chúng ta là phải chứng minh rằng là không tồn tại cái ma trận A và B vuông cấp N mà sao cho AB mà trừ BA nó bằng ma trận E, ma trận đơn vị. Ở đây chúng ta sẽ giải cái bài toán này theo phương pháp phản chứng. Chúng ta giả sử là tồn tại cái ma trận A và B, nó là hai ma trận vuông cấp N mà nó thỏa mãn điều kiện đấy là AB trừ BA bằng E. Như vậy thì hai ma trận bằng nhau, cho nên là vết của chúng phải bằng nhau. Chúng ta có được vết của AB trừ BA nó phải bằng vết của ma trận E. Và vết của ma trận hiệu thì nó bằng hiệu của các vết. Cho nên là chúng ta có được vết của AB trừ vết của BA nó chính là bằng vết của E này. Thêm nữa, tính theo tính chất của cái vết ma trận thì chúng ta có được vết của AB thì bằng vết của BA. Cho nên là vết AB trừ vết BA nó sẽ bằng 0. Và ma trận E là một cái ma trận đơn vị. Và do là AB cấp N nên ma trận E này phải là ma trận đơn vị cấp N. Nó sẽ có N phần tử 1 trên đường chéo chính. Thì vết của ma trận E sẽ là tổng của các phần tử trên đường chéo chính lên kết quả nó sẽ là bằng N. Vậy từ một cái biểu thức, một cái đẳng thức mà chúng ta thể suy được là 0 bằng N. Và điều này rõ ràng là vô lý. Như vậy rõ ràng chúng ta có thể kết luận ra được cái điều giả sử mà chúng ta vừa giả sử ở trên ấy, nó sẽ là sai. Hay nói khác đấy là sẽ không tồn tại cái ma trận AB vuông cấp N mà sao cho AB trừ BA nó bằng ma trận E. Ở trong ví dụ 6 thì đề bài cũng yêu cầu chúng ta là phải đi chứng minh rằng là không tồn tại các ma trận A và B vuông cấp N, mà trong đó A là ma trận khả nghịch mà sao cho đấy là tích AB trừ đi cái tích BA nó phải bằng cái ma trận A. Và cái ý tưởng của bài toán này thì chứng minh nó cũng tương tự như cái ví dụ thứ 5, thì chúng ta có thể chứng minh tương tự như thế. Thì tiếp đó chúng ta đi đến cái ví dụ thứ 7. Đấy là chúng ta phải đi chứng minh rằng đấy là với mọi cái ma trận ABC mà các ma trận này vuông cấp 2 thì ta sẽ luôn có được đấy là AB trừ đi BA tất cả bình phương mà nhân C thì chính là bằng cái ma trận C mà nhân với cả AB trừ BA tất cả bình phương. Hay nói khác là ta sẽ luôn có được ma trận AB trừ BA tất cả bình phương và ma trận C là hai ma trận giao hóa được với nhau. Và để giải bài toán này thì để giải được bài toán này thì chúng ta cần phải quan tâm đến một vài cái yếu tố sau. Đầu tiên đấy là do là AB là hai ma trận vuông cấp 2. Nên do đó mà cái AB trừ BA lúc này cũng phải là một cái ma trận vuông cấp 2. Và khi đó thì chúng ta sẽ đặt AB trừ BA nó là ma trận cấp 2 mà có các phần tử ABCD. Và trong đó thì ABCD lúc này nó là các cái giá trị mà thuộc tập số thực R. Và chúng ta cũng có đến là vết của cái ma trận AB trừ BA nó chính bằng vết của AB mà trừ đi vết của BA. Mà vết của AB thì bằng vết của BA nên cái vết của cái ma trận AB trừ BA nó phải bằng 0. Và vết của ma trận AB trừ BA nó chính là bằng tích bằng tổng của các phần tử trên đường chéo chính. Hay nó chính là bằng A cộng với D. Thì từ cái dữ kiện là A cộng D bằng 0 thì chúng ta chỉ suy được D nó bằng trừ A. Và bây giờ chúng ta sẽ đi bình phương cái ma trận AB trừ BA lên. Mà khi mà chúng ta đã thay D bằng trừ A vào rồi, thay D bằng trừ A vào rồi, thì chúng ta khi bình phương lên chúng ta có được kết quả đấy là ta nhân dòng 1 với cột 1 thì chúng ta thu được là A bình mà cộng BC. Nhân dòng 1 với cột thứ 2 thì chúng ta thu được giá trị là 0. Nhân dòng 2 với cả cột 1 thì thu được giá trị là 0. Và nhân dòng 2 với cả cột thứ 2 thu được giá trị đấy là A bình cộng BC. Và rõ ràng là chúng ta có thể nhóm cái giá trị A bình của BC ra ngoài và bên trong lúc này nó chính là một cái ma trận đơn vị E 1001. Và khi này thì nó sẽ là bằng K mà nhân với một ma trận E. Và trong đó thì K nó chính là bằng B bình A bình mà cộng BC. Như vậy thì với mọi cái ma trận A, ma trận B và ma trận C mà nó là cấp 2 nhân 2, ma trận vuông cấp 2, tức là cấp 2 nhân 2, thì ta sẽ có được đấy là AB mà trừ BA tức là bình phương mà nhân C. Thì chúng ta có được ở trên đấy là bình AB trừ BA tức là bình phương thì bằng K nhân E.
thì chúng nó sẽ là bằng k nhân e mà nhân với một ma trận c. Và chúng ta có được ma trận đơn vị e mà nhân với ma trận c thì chính bằng là cái ma trận c đó, thì nó sẽ bằng k nhân c. Và chúng ta biến đổi tiếp, đấy là ma trận c mà nhân với ma trận ab trừ ba tức bình phương thì nó chính là bằng c mà nhân với ma trận k nhân e. Thì chúng ta có thể rút k ra ở cái giá trị số thực ra đằng trước này, thì c nhân ma trận e thì cũng chính bằng ma trận c. Và từ hai dữ kiện này thì chúng ta có thể kết luận được đấy là cái ma trận tích của hai ma trận AB trừ đi BA tức là bình phương mà nhân C thì chính bằng C mà nhân AB trừ BA tức là bình phương, và nó chính là bằng K nhân C, mà trong đó K nó là một cái giá trị mà bằng A bình mà cộng BC.